Không thì khoảng tí nữa sang kia anh lia sang chỗ lũ băng ngồi ra làm gì. Ôi mày yếu quá. Muốn lắm anh mày ở công ty đổ thành công ty. Ca lần sau em làm thế suốt để anh lên đôi. Láng cái chỗ anh băng chỉ mặt anh phải ông biết mặt anh đấy. Anh quay cũng nhiều kiểu quen. Ôi mẹ. Cô bảo thằng này bố anh Dũng đấy à? Đâu? Bố anh Dũng đây đúng không? Bố anh Dũng ra bắt anh bắt đây đúng không? Ừ, bố anh ra lịch đấy thì anh kéo ngồi đây đâu. Năm vắng. Yeah.